Hi, chào mừng tất cả quý con nông dân mình nha. Thì hôm nay thì theo như cầu thì một số anh em thì cũng có hỏi Nam là giai đoạn này thì bắt đầu xử lý làm bông thì như thế nào, thì công thức như thế nào. Thì hiện tại giờ thì cũng khá là nhiều nhà vườn thì cũng đang vào cái giai đoạn gọi là thu hoạch cũng gỗ rồi. Thì cũng một số vườn thì cũng còn cỡ khoảng 30% trái trên cây, một số nhà vườn thì cũng cỡ khoảng 20% trái trên cây. Thì anh em cũng hỏi Nam là giai đoạn này mình nên xịt ngừa xì mũ hay không, rồi rửa vườn như thế nào, rồi khi nào để làm bông, rồi làm bông thì công thức của năm nay như thế nào. Tại vì quý bà con nông dân mình biết đó, mỗi năm nó sẽ có những cái thời tiết khác nhau, mùa vụ khác nhau, thời tiết khác nhau, thì Nam sẽ có những cái công thức để xử lý làm bông nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Thì hôm nay thì Nam muốn làm một cái video để gửi đến, chia sẻ đến tất cả quý bà con nông dân của chúng ta về cái vấn đề là xử lý làm bông như thế nào nhé. Thì trước tiên thì giai đoạn mà thường á là mít á, thì quý con nông dân mình biết đó, mình thu hoạch xong rồi thì làm sao cũng phải mình bảo vệ cái cây, hay còn gọi là mình rửa vườn, mình xử lý nấm bệnh này nọ cho cái vườn của mình, nó sẽ đỡ đi một phần nấm bệnh, nó hạn chế cái vấn đề xì mũ trên vườn. Chứ không phải là chúng ta thu hoạch xong rồi thì chúng ta sẽ xử lý làm bông nữa là không được nha quý con. Ít gì chúng ta cũng phải cho vườn chúng ta nó gọi là hết những cái bào tử nấm, để giúp cho vườn của chúng ta nó khỏe, cây nó khỏe, thì tới cái mùa sau để chúng ta sẽ xử lý làm bông thì cây nó cũng gọi là nó cũng đỡ được cái mặt độ gọi là xì mũ. Thì để mà ngăn ngừa cái vấn đề xì mũ đó thì Nam sẽ chia sẻ với tất cả quý con nông dân của chúng ta. Thì bên Nam thì Nam sẽ ưu tiên đó là cái dòng là tưới gốc để trị những cái loại nấm, như chẳng hạn nấm phu sa gum hay là nấm phi tóp nha. Thì chủ yếu là nấm mà để gây hại cho cái vấn đề xì mũ á, là nấm phi tóp nha quý con. Nấm phi tóp thì nó gây hại ở miền Tây mình khá là nhiều, hầu như là như chẳng hạn là mít nè, rồi sầu riêng nè, nó bị ảnh hưởng rất là nhiều từ cái con nấm phi tóp này. Thì để bảo vệ toàn thể toàn diện trên nhà vườn của chúng ta thì chúng ta cần phải tứ để diệt đi những cái bào tử nấm này. Thì tứ thì bên Nam sẽ cho tứ đó là cái gói niêu nấm bệnh 79. Cái gói niêu nấm bệnh 79 thì cái gói này 1 kg nha quý con. Thì ở đây là có chữ đại chữ là niêu nấm bệnh 79, thì gói này 1 kg. Thì Nam sẽ cộng thêm đó là cái gói siêu nấm. Cái gói siêu nấm 79 thì đợt này thì tại sao? Tại đợt này á là bên Nam sửa lại là cái gói này là siêu nấm 79 nha quý con. Thêm cái số 79 thì một số lưu ý giùm cho Nam đó là cái siêu nấm 79 để mình mua cho đúng cái sản phẩm. Thì một gói siêu nấm mình cộng với một gói niêu nấm bệnh là pha dùm cho Nam cỡ khoảng 600 lít nước để mình tưới ở dưới cái vùng rễ để diệt đi những cái bào tử nấm phi tóp này, để bảo vệ cho cái cây mít của chúng ta nó sẽ hạn chế được cái vấn đề xì mũ. Ngoài ra thì nếu mà trường hợp ngoài ra thì Nam sẽ cho phun ở trên lá luôn nghe quý con. Phun ở trên lá là phun ở ướt ngoài lá và phun trong thân, thì cũng là một bộ này mình pha dùm cho Nam là 400 lít nước luôn. Niêu nấm bệnh nè, siêu nấm nè, đó, siêu nấm cộng thêm cái chai MD 79 thì ba loại này kết hợp lại với nhau pha dùm cho Nam là cỡ khoảng 400 lít nước, phun phủ ở trên lá luôn dùm cho Nam và phun ướt trong thân luôn cho nó nhiễu lạp đạp luôn nghe con. Là cái vấn đề đó là đang hiện tại giờ là mình đang phục hồi cây và có mình đang ngừa cái vấn đề xì mũ cho cái vườn mít của chúng ta. Đặc biệt mít Thái hay là mít Indo gì cũng vậy, quý con nông dân mình biết đó, khi mà chúng ta thu hoạch xong rồi thì bắt buộc là chúng ta phải rửa vườn. Rửa vườn thì chúng ta phải làm cho nó sạch những cái nấm bệnh, bào tử nấm này nọ. Như chẳng hạn như Nam nói đó là nấm phi tóp. Phi tóp là trong những loại nấm gây hiện tượng xì mũ nặng trên cái cây vườn của chúng ta. Thì khi mà chúng ta ngừa xì mũ rồi thì bắt đầu là cỡ khoảng tầm khoảng giai đoạn này là bữa nay thì rơi vào tầm khoảng là để bữa nay là mùng 6 tháng 8 rồi. Thì anh em có hỏi Nam là giai đoạn này làm bông được hay chưa? Thì giai đoạn này thì một số nhà vườn thì Nam cũng đã tiến hành là xử lý làm bông rồi. Thì năm nay thì nói chung là thời tiết năm nay đây tới cuối năm thì quý bà con nông dân mình biết đó là nắng mưa nó sẽ thất thường, có thể là những đợt gọi là mưa, nó gọi là mưa mà liên tục luôn đó. Thì năm nay Nam cho tưới gốc đó là cái 630-30. Cái 630-30 thì tại sao mà anh em có hỏi Nam là những năm trước tứ 10-60-10 nhưng mà năm nay lại tứ 630-30? Tại vì ở đây 630-30 ở đây là 30% là đạm, 30% là lăng, xin lỗi quý con nông dân mình nha. 6% là đạm, 30% là lăng, 30% là kali. Nó có hàm lượng kali cao vào để nó làm gì? Cho nó ức chế cái bộ rễ, cây của chúng ta nó sẽ hạn chế được cái vấn đề đi đọt. Đó, thì tại
năm nay thì mưa nhiều đúng không quý con nông dân, thấy không, mưa hẩm gài cũng liên tục đúng không, thì Nam sẽ cho tưới 6 30 30, một ký này Nam tưới là được cỡ khoảng là được 30 cho đến 35 gốc mít nha quý con. Thì mít Thái hay mít Indo gì đó Nam cũng vẫn cho tưới bình thường, thì 6 30 30 thì tưới trước. Thì khi mà tưới 6 30 30 xong rồi thì qua ngày sau bà con nông dân của chúng ta xả nước nhẹ lại dùm cho Nam, hay còn gọi là tưới nước á, mình tưới nhẹ lại dùm cho Nam đó, tưới nước nhẹ lại. Khi mà tưới nước xong rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ bút nước trong mương ra. Quý bà con nông dân mình có điều kiện máy gì đó, hay là mình xả nước trong mương cho nó cạn bớt dùm cho Nam, để cho nó ức chế cái hệ rễ, không cho cái hệ rễ nó đi tìm cái nước để nó phát triển cái cây của mình đó. Thì khi mà tưới xong rồi thì qua ngày sau xả nước nhẹ lại, thì bắt đầu là chúng ta sẽ qua ngày hôm sau nữa là chúng ta sẽ rút nước cạn luôn dùm cho Nam. Thì rút nước ra xong rồi thì khi mà tưới 6 30 30 xong rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ một tuần lễ sau thì chúng ta sẽ lên thuốc nha quý con, lên thuốc tạo mầm. Thì lên thuốc tạo mầm thì ở đây thì Nam sẽ đưa ra hai cái vấn đề. Một cái vấn đề á là anh em cắt tỉa trước vẫn được, hoặc là anh em phun cử một xong rồi cắt tỉa vẫn được nha quý con. Thì ở đây thì Nam đưa hai cái vấn đề, thì quý con nông dân mình có làm nói chung là hai vấn đề này cái khâu nào cũng được hết, không có sao hết nha quý con. Thì 7 ngày sau khi mà tưới đó thì Nam sẽ cho phun, đó là cái bộ là 10 60 10, 1 ký 10 60 10, cộng với một gói MKB, cộng thêm một gói ga hoa đồng lọt. Ga hoa đồng lọt thì bộ này Nam sẽ cho pha cỡ khoảng 350 lít nước. Còn nếu mà quý bà con nông dân của chúng ta sợ cái cây chúng ta nó bị đỏ lá hơi nhiều đúng không, thì cộng dùm cho Nam vô cái chai Amino Combi 79, cộng vô luôn để xịt, để hỗ trợ thêm cái vàng lá không bị si, lá không có bị vàng. Thì đó thì Nam đưa cái phương hướng cho quý con nông dân chúng ta. Thì cũng tùy, thì vào nhà vườn có những nhà vườn thì xịt cái bộ 3, có nhà vườn thì xịt cái bộ 4. Bộ 4 là nhà vườn cộng cái chai Amino Combi 79 vô đó. Thì một bộ này pha dùm cho Nam là cỡ khoảng 300 350 lít nước, tùy theo cái màu lá của cái cây mà chúng ta sẽ phun cái liều lượng nước cho nó phù hợp. Thì khi mà phun cử một xong rồi thì khoảng 2-3 ngày sau bắt đầu tiến hành chúng ta sẽ cắt tỉa cành, dọn xương trong thân, và chúng ta sẽ vuốt đi những cái bông gió, bông phướng để nó ức chế không quý con. Thì khi mà chúng ta phun rồi thì khoảng 7 ngày sau thì chúng ta vẫn phun lại dùm cho Nam cái cử 2, vẫn phun cái cử 2 làm em ra qua đồng lọt MKB 10 60 10. Thì cách thức phun của hai cử này cũng giống nhau, đó là gì, phun phủ lên lá và phun trong thân luôn dùm cho Nam, phun trong thân cái đoạn mà chúng ta muốn nó ra bông đó, chúng ta phun dùm cho Nam cử 1 cử 2 vẫn phun vậy luôn. Thì khi mà phun cử 2 xong rồi thì bắt đầu khoảng 7 ngày sau thì bắt đầu là tùy theo trường hợp, nếu mà trong cái quá trình xử lý làm bông mà mưa nhiều thì cây nó chúng ta sẽ nó sẽ nhú cái hột gạo ra ít đúng không, ra ít, thì chúng ta sẽ phun dùm cho Nam thêm cái cử 3, đó là cái 10 60 10 và cái ra qua đồng lọt, bỏ cái MKB nha quý con. Cử 3 là bỏ MKB ra dùm cho Nam nha, đừng nên xịt MKB cái cử 3 nha. Đó có nghĩa là khi trường hợp phun cử 2 xong rồi khoảng 5 ngày sau mà thấy cái lượng mầm ở trong thân nó nhú ra ít thì chúng ta sẽ vuốt lại dùm cho Nam một cử, đó là 10 60 10, ra qua đồng lọt. Thì cái bộ này pha dùm cho Nam cỡ khoảng 250 lít nước, xịt ướt trong thân dùm cho Nam đó. Khi mà xịt xong rồi, cử 3 xong rồi thì quý bà con nông dân của chúng ta sẽ thấy một cái vấn đề là gì, cây của chúng ta nó sẽ nhú đều bông ra, đều ra hết luôn toàn bộ. Thì bắt đầu lúc này thì chúng ta sẽ gãy phân để rước bông, và gãy phân để phục hồi cây luôn. Tại trong cái quá trình mà chúng ta làm bông thì chúng ta đang ức chế cái hệ rễ chuyển từ giai đoạn sinh trưởng qua cái giai đoạn sinh sản, thì cây của chúng ta nó đang bị suy kiệt đó. Thì bây giờ giai đoạn này là cái giai đoạn để chúng ta gãy phân để thúc bông vừa nuôi lại cái cây luôn. Thì thúc bông và nuôi cây thì bên Nam sẽ thúc bằng hình thức là gì, 5 bao hữu cơ quả cầu lửa 068 cộng với 1 bao bu mát sa băng cộng thêm 1 bao 20 20 15, trộn đều lại với nhau. Nam gãy một gốc tầm khoảng từ 1 kg cho đến 1 kg rưỡi để vừa nuôi cây vừa nuôi luôn cái lượng bông, để thúc cái lượng bông nó ra. Thì khi mà gãy phân xong rồi á thì bắt đầu chúng ta sẽ phun kéo bông khoảng 7 ngày sau thì chúng ta sẽ phun kéo bông. Thì lúc giai đoạn này cây của chúng ta nó nhú ra tầm khoảng nhiêu đây thì Nam sẽ phun kéo bông. Thì Nam sẽ phun, đó là gì, cái siêu bo nè,
siêu bò 630 30, 630 30 siêu bò, và cái chai vua gầy gịp. Đây cái chai nè, gịp sáp 068 đó, dưới cái chai siêu giọt hoa 79, cái chai siêu giọt hoa 79. Thì cái bộ này là pha dùm cho Nam là cỡ khoảng 400 lít nước phun ướt trong thân, và mình phun ở ngoài mặt dưới của cái lá luôn. Thì phun dùm cho Nam 2 cử hoặc là đến 3 cử đó. Thì phun 2 đến 3 cử với con, cách nhau khoảng 7 ngày. 7 ngày thì chúng ta sẽ phun một lần để kéo bông. Thì ngoài ra thì bắt đầu khi mà chúng ta phun kéo bông xong rồi thì bắt đầu bông nó đã nhú ra như thế này, nhú ra như thế này, thì chúng ta sẽ đồng thời chúng ta sẽ tưới cái xô kéo bông. Xô kéo bông cộng với cái xô kéo bông chúng ta cộng với cái humic để chúng ta tưới để hỗ trợ cho cái bông nó ra được đồng loạt nha quý con. Thì khi mà tưới xô kéo bông xong rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ phun chặn đọt lại dùm cho Nam. Phun chặn đọt giai đoạn mà nó nhú bông kiểu này thì bắt đầu là chúng ta sẽ phun chặn đọt lại, không cho đọt nó đi, để cho dinh dưỡng tập trung vào nó nuôi cái lượng bông, bông nó được mặt nha quý con. Thì khi mà chặn đọt thì cỡ khoảng chúng ta phun cỡ khoảng từ 2 đến 3 cử một chừng, tùy vào cái vườn của chúng ta cái lượng đọt nó xì như thế nào, nó đi như thế nào. Thì khi mà chúng ta phun chặn đọt này nọ xong rồi thì búp bông nó đã bự rồi, thì giai đoạn này là cái giai đoạn quyết định để chúng ta quyết định, đó là gì? Ngừa sơ đen. Ngừa sơ đen nha quý con. Thì ngừa sơ đen ở đây á, thì Nam sẽ ngừa là cái gì? Đó là cái chai MD79, chai màu xanh, chữ là MD79 cộng với cái gói siêu nấm 79 nha quý con. Đây cái gói siêu nấm 79 à, đây một bộ này là pha dùm cho Nam là cỡ khoảng 400 lít nước. Phun là giai đoạn từ búp bông cho đến giai đoạn thụ phấn xong rồi là phun dùm cho Nam cái bộ này. Thì để ngừa cái vấn đề sơ đen thì cái bộ này thì hàng năm thì rất là nhiều nhà vườn của chúng ta đã sử dụng và đã tin tưởng dùng giai đoạn mà ngừa sơ đen cho cái mít Thái và cả thậm chí mít Indo nha quý con. Thì nó vừa trị nấm vừa trị phấn để ngừa được cái vấn đề sơ đen trên mít Thái hoặc là mít Indo của chúng ta. Thì đó là cái giai đoạn mà chúng ta xử lý làm bông rồi thúc bông ngừa sơ đen đó. Thì Nam muốn chia sẻ gỡ đến tất cả quý con nông dân của chúng ta. Thì nếu mà quý con nông dân của chúng ta ai còn chưa hiểu rõ một cái vấn đề gì đó thì cứ việc liên hệ vào số điện thoại của bên Nam hoặc là kết bạn Zalo với Nam để Nam tư vấn kỹ hơn về cái vấn đề xử lý làm bông ngừa sơ đen như thế nào. Thì sắp tới đây thì Nam sẽ ra nhiều cái đoạn clip về cái vấn đề phía sau nữa, như chẳng hạn là nuôi trái, nuôi bông này nọ, gửi đến tất cả quý con nông dân mình nha. Thôi Nam chào tạm biệt tất cả quý con nha.